Rồi lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì video ngày hôm nay em xin tổng hợp hai cái mẫu cạm mà cơ sở bán chạy nhất trong cái năm 2020. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy trực tiếp ở trên video đây. Đây là cái mẫu cạm 14 và 16. Thì đi chi tiết về từng cái mẫu cạm để cho anh em cùng tham khảo này. Thì về cái mẫu cạm đầu tiên, nó là cái mẫu cạm 14cm. Đây là cái cạm 14cm này. Thì cái mẫu cạm này thì phục vụ cho anh em là đánh những cái con thú từ 3kg đổ lại. Đối với như con cầy bạc mã, chồn đèn hoặc là chồn mướp thì anh em nên sử dụng cái mẫu cạm này. Còn về cái nguyên liệu để làm nên cái chiếc cạm này thì xin giới thiệu qua đối với anh em một chút nhé. Nó được làm bằng loại thép rất là tốt, đã được ủ dầu bóng này, đảm bảo khi anh em sử dụng ở điều kiện thời tiết tự nhiên nó sẽ không bị gây ra là oxy hóa hoặc là han rỉ, nó sẽ gây ra gãy cạm của anh em. Còn với cái cạm này thì giá cả của nó thì năm nay nó cực là rẻ nhé. Đấy, xin chia sẻ đối với anh em một chút là giá cả nó rất là rẻ so với mọi năm rồi. Thì anh em nào mà đi đánh kinh tế hoặc là đi đánh giải trí thì mua vào cái thời điểm này thì nó rất là hợp lý này. Cũng là đầu mùa để đi bẫy cầy rồi, bắt đầu đến mùa đông rồi. Thì anh em lên chọn cho mình một cái cơ sở uy tín như bên em để mua cái cạm để về sử dụng. Còn chia sẻ đối với anh em một chút thì để một cái cạm mà nó uy tín ấy, thì anh em mua ấy, thì anh em chọn là những cái đường rãnh này nó phải là thật khít nhau. Đấy, đảm bảo là khi anh em sử dụng qua một vài lần thì cái cạm nó vẫn còn khỏe. Đối với cái cạm mà nó bị rỗng to ấy, thì anh em khi anh em đánh ấy, thì với một thời gian anh em sử dụng thì cái cạm nó sẽ rất là yếu, không đánh được. Còn về cái cạm đây thì là cái cạm 14 rồi. Thì mỗi một cái cạm là đục một cái lỗ như thế này để khi anh em sử dụng bằng cái dây thắng xe đạp ấy. Đấy, anh em sử dụng bằng cái dây thắng xe đạp thì nó sẽ xỏ qua lỗ đây để anh em sử dụng được. Còn mỗi một cái cạm là đi theo một cái lẫy như thế này, lẫy 14 khác và lẫy 16 khác nhé. 14 thì nó ngắn hơn. Thì cũng chia sẻ đối với anh em một chút thì về anh em cắt cái bàn đạp, anh em có thời gian anh em mua về anh em cắt ấy, thì anh em ướm làm sao mà cắt rơi vào tầm khoảng 12 phân để cái tiết diện cái mức độ nó nhẵm vào cao. Đấy thì trong lòng nó là 14 phân sử dụng đúng không ạ? Thì anh em cắt 12 phân thì cái tỷ lệ con thú nó nhẵm vào rất là cao. Bởi vì nếu anh em cắt bé quá thì nhiều khi nó nhẵm trượt thì cái cạm nó đâu có sập đâu. Đấy thì cũng chia sẻ thật sự với anh em. Còn về cách làm bàn đạp thì anh em sử dụng cho mình một miếng tôn hoặc là một miếng gỗ. Đấy, có đục lỗ như thế này, xoáy chặt vào, đấy cố định. Đấy, cái cạm nào đi theo cái cạm đấy thì đối với em đi bẫy về thì cứ một cái cạm này, một cái bàn đạp thì em không làm liền thì em hay cặp vào như thế này đấy, để vào bên trong. Bởi vì cái cạm nào nó đi theo cái bàn đạp đấy thì sau này đánh nó rất là vuông nhé. Đấy, mình không phải chỉnh nhiều, nhiều cái thì nó vào cái lẫy thì nó đôi khi là nó cũng bị méo. Thì đâm ra là anh em cứ làm cách này cho em. Đấy, làm cách này cho em thì không bao giờ là bị sợ nhầm cả. Đấy, còn chi tiết về cái cạm 14 rồi nha anh em nhé. Còn tiếp theo thì đi chi tiết về cái cạm 16. Đấy, hai cái mẫu cạm này thì năm nay bán rất là chạy bởi vì cái con thú nó phân bổ ở đất nước Việt Nam nó còn rất là nhiều. Thì cạm 16 này thì anh em đánh những cái con thú từ tầm chục cân đổ lại thì nó vẫn còn nhiều lắm, cứ như là khỉ này, đấy mèo rừng này, con rông này, rồi đến những cái con cầy, ví dụ cầy hương, cầy mướp ấy, nó cũng rơi vào tầm 3-4 kg rồi thì anh em sử dụng 16 này để đánh được. Còn về chi tiết về cạm 16 này thì cũng xin giới thiệu đối với anh em thì tất cả những cái mẫu cạm bên cơ sở đều làm được bằng thép rất là tốt. Đấy, đã được ủ dầu bóng, anh em có thể thấy này, giới thiệu một cái video mà tay nó đen xì này. Đấy thì đảm bảo cho anh em là khi anh em sử dụng ở điều kiện thời tiết tự nhiên ấy, thì nó sẽ không bị gây oxy hóa, nó không gãy cái cạm của anh em. Còn cái cạm 16 này thì vẫn sử dụng bằng cái dây thắng xe đạp nhé. Anh em khoan lỗ đây, đây có lỗ khoan này, em chỉ xỏ vào, anh em buộc cố định vào cái dây thôi, và một cái cây nào đấy. Đấy, và một cái điểm nào mà con thú nó không thể giật được ra. Đấy thì anh em đánh thì nó hiệu quả, kinh tế mang lại rất là cao khi anh em sử dụng hai cái mẫu cạm này. Đấy, một video thì xin tổng hợp hai cái mẫu cạm ở bên cơ sở em bán chạy nhất. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề video em đăng tải ấy. Còn đối với bác nào mà không có thời gian xem được video rồi thì các bác có thể là để lại cái số điện thoại, để lại cái số điện thoại ở dưới cái phần bình luận video em đăng tải lên ấy. Thì bên cơ sở là sẽ có người túc trực điện trực tiếp cho các bác là sử dụng cái mẫu cạm nào, đánh con thú gì cho nó phù hợp với túi tiền của mình mà đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Còn bây giờ thì em xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video giới thiệu những cái mẫu cạm lần sau.